Chào toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với kênh Xế Xịn Sò Channel của Kiên. Thì hôm nay đứng kế bên Kiên đây chính là chiếc Hyundai Tucson 2022 phiên bản máy xăng đặc biệt. Thì ngày hôm nay Kiên sẽ hướng dẫn cho quý anh chị một số cái tính năng và cách sử dụng chiếc chìa khóa thông minh trên Hyundai Tucson 2022. Thì trên chiếc chìa khóa nó sẽ gồm có 4 nút. Thứ nhất là nút khóa lóc cửa, mở cốp và đề nổ từ xa. Thì bây giờ lần lượt Kiên sẽ hướng dẫn cho quý anh chị cách sử dụng từng nút này và chức năng của từng nút ha. Đầu tiên là chức năng khóa lóc cửa. Thì khi mà quý anh chị mình đi ra ngoài xe, mình tắt máy đi ra ngoài thì mình sẽ nhấn nút này để mình khóa lóc cửa lại. Lóc cửa gập gương lại ha. Rồi ngoài ra cái nút mà khóa lóc cửa này nó còn một tính năng nữa, đó chính là tính năng là lên kính, lên 4 kính luôn ha, lên 4 kính của chiếc Tucson 2022. Thì khi ví dụ như quý anh chị mà mình đi xuống xe mình khóa xe lại, mình đi đâu đó mình uống cà phê chẳng hạn, nhưng mà mình quên lên kính của một cái cửa nào đó mà mình ngồi mình thấy, thì mình không cần phải đi ra xe để mình mở điện, mở nguồn điện lên rồi mình lên kính, mà mình sẽ sử dụng luôn cả cái chiếc chìa khóa này để mình lên kính ha. Thì Kiên sẽ ví dụ cho quý anh chị xem ha. Đây, như quý anh chị thấy á, hiện tại hai cái kính cửa của Tucson 2022 đang được hạ xuống ha, phần kính đang được hạ xuống ha. Đó, mình đi ra ngoài ha, rồi lóc này, đó, cửa hiện tại đang lóc, gương chiếu hậu gặp lại, và hai cái cửa kính của hai cánh cửa này nó đang hạ, thì mình sẽ nhấn giữ nút khóa cửa lóc cửa này ha, nhấn giữ khoảng 5 giây nó sẽ tự động lên kính. Đó, như quý anh chị xem ha. Rồi đó, tiếp theo là cái nút mở lóc cửa. Cái nút mở lóc cửa này thì nó có chức năng là nhất là để mở lóc cửa xe, mình vào xe ha, vào xe. Rồi nó còn một chức năng nữa mà trong phân khúc cũng như là trên dòng Hyundai Santa Fe cũng có, đó chính là tự động xuống kính. Xuống kính khi nào, khi ví dụ như quý anh chị ngồi bên trong uống cà phê mà con mình muốn ra ngoài xe lấy một cái món đồ gì ở trong xe mà quên cầm chìa khóa theo để mở ra, thì mình có thể hạ kính xuống để cho con nó lấy ha. Thì mình sẽ nhấn giữ cái nút mở lắp cửa này, nhấn giữ đó, như quý anh chị thấy ha, tự động xuống kính, mình có thể sờ tay vô mình lấy đồ lấy đạc nha. Rồi ok, rồi mình lên kính ha. Rồi tiếp theo nút này, nút hôn này là nút mở cốp và đóng cốp, mình chỉ cần nhấn giữ thôi ha. Ví dụ cốp xe sau ha, đằng sau xe cốp đang đóng đúng không, mình chỉ cần nhấn giữ 5 giây thôi tự động lên. Rồi ok, giờ mình nhấn giữ, mình nhấn giữ nha, nếu mà mình thả ra nó sẽ ngừng ngay vị trí đó ha. Đó, chưa đóng hết là mình đã nhả ra rồi ha, mình đã nhả ra nó sẽ đứng ngay vị trí đó luôn ha. Rồi đây là nhớ là nhấn giữ khi mà nó lên hẳn, nó lên hết
và nhấn giữ. Khi nó xuống hết hoàn toàn, mình mới thả ra. Đó. Hả? Rồi tiếp theo là nút hold ở dưới cùng. Nút này dùng để đề nổ từ xa cho dòng túc sinh 2022 này ha. Mình sẽ nhấn lóc cửa, nhấn lóc 2 lần ha. Sau đó mình nhấn giữ nút hold khoảng tầm 5 giây. Đó. Như quý anh chị thấy ha, xe đã được đề nổ và nó sẽ bật hệ thống điều hòa lên nằm mát xe ha, nằm mát xe. Đó. Đó. Thì nếu mà mình nổ máy mà mình không dự định mình không đi nữa thì mình nhấn lại nút hold thì nó sẽ tắt máy. Và khi mà mình nổ máy bằng chìa khóa này á thì cánh cửa nó vẫn khóa, tất cả cánh cửa nó vẫn lóc nha. Không ai vô xe mình được hết ha. Đó. Thì vừa rồi Kiên đã hướng dẫn cho quý anh chị những cái chức năng và cách sử dụng của chiếc chìa khóa thông minh với 4 cái nút ở trên chìa khóa. Thì cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe và hãy cho Kiên một like, một follow, bật chuông để nhận được những cái video tiếp theo mà Kiên sẽ hướng dẫn một số tính năng sử dụng trên chiếc Hyundai Tucson 2022. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe.